Xin chào mọi người nha. Hôm nay Tuấn sẽ dẫn mọi người đi tham quan qua mảnh đất nhà Tuấn nhé. Đây, mọi người hãy đi xem cùng Tuấn nào. Đây, đây khu vực đằng sau nhà nhá. Đằng sau nhà Tuấn này chuồng gà này. Chuồng gà, chuồng chó đây. Đây Tuấn đang nuôi chó nuôi gà. Chíp 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 chíp. Đó. Nó chú ý hết đằng sau này mọi người ạ. Chíp 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 chíp. Đó. Đây, khu vực đằng sau nhà nha mọi người nha. Đây là bể nước máy ấy, mọi người này. Đây, khu bể nước máy. Bên kia là hai cây gỗ xưa này. Hai cây gỗ xưa này mọi người, có người người ta trả là hơn 40 triệu một cây nhưng mà nhà Tuấn không bán nhá. Đó, mọi người xem này. Đó, đây cây này nữa này. Rồi. Đây, mọi người nhìn thân nó rất là to này. Đó. Cây này nhá. Ờ, còn cây này con nhỏ này mọi người này. Cây này con nhỏ này chưa bán được. Đấy, tiếp tục nhá, đi ra khu vườn rau nhá. Đây là dàn mướp là mẹ Tuấn mới dựng lên để cho cây mướp nó neo lên này. À, dựng sơ cua vậy thôi. Đây là vườn rau nhà Tuấn nhá. Rất là nhiều rau. Rau đay, rau lá lốt. Và đây là cây mướp này. Cây mướp hay cây bầu ấy. Đây kia là vườn rau. Rau cải cúc. Đây, tiếp tục đi ra. Đây là vườn rau muống mọi người nhá. Đây là vườn rau muống này. Đây là cây hoa giấy này mọi người. Hoa giấy này cũng được gần chục năm rồi đấy. Đây là cây hoa giấy này cũng ở đất nhà Tuấn nhá. Mọi người nhìn xa rất là đẹp. Quay gần mọi người xem. Mấy này chắc là mưa gió thất thường nên là cây cũng bị héo đi ít hoa. Đây là khu mảnh vườn nhà Tuấn. Đây nhà đây. Đây là nhà Tuấn đang ở nhá. Để tiếp tục người ta đi vào trong khu nhà của Tuấn nhé. Đây là cái nhà cũ của Tuấn là do vừa rồi là nhà bị bão nên là bị đổ vỡ nên là chưa có điều kiện để lợp lại. Cứ để tạm thời đó, khi nào có kinh tế thì mới lợp lại được mọi người. À đây rồi, gà kia đây. Mọi người nhìn thấy gà là rất là nhiều đây. Rồi ăn rồi mọi người này. Đấy, Tuấn nuôi bằng này gà đây. Cũng bán đi được một số rồi. Chỉ còn bằng này thôi. Còn gần 20 con gà đẻ nữa. Cũng tầm 20 con gà trống nữa. Chó cũng vừa bán đi một số nên bây giờ còn 4 chú này. Đây, mọi người đi tham quan tiếp vào trong khu nhà của Tuấn nhá. Đây là nhà Tuấn đang ở đây. Ở nhà quê nhà cửa vẫn chưa được ngăn nắp và được nói chung là được khá giả như ở trên thành phố. Đây là ở quê thì cũng tạm tạm vậy đó mọi người ạ. Đấy cuộc sống ở nhà đây. Đấy, chưa đến giờ nấu cơm nên là Tuấn chưa nấu cơm. Tí nữa là cắm cơm nữa, nấu cơm để về xong rồi đi đón mấy bé nhà Tuấn nữa. Vợ Tuấn thì đi làm công ty nên là tối về được. Đây là phòng của Tuấn. Quần áo để chưa kịp gấp. Đây là phòng em. Ở trên tầng kia là mẹ Tuấn ở trên.
Rồi Tuấn quay xung quanh rồi cho mọi người được biết là cuộc sống của Tuấn hiện tại là sống như nào thôi nhé. Tuấn đang ở cùng với vợ con, Tuấn ở cùng với nhà với mẹ và một em trai. Chưa có kinh tế là ở riêng nên là tạm thời là cứ ở chung đã. Mỗi anh em một suất này kia, suất đất của Tuấn ở bên cạnh đấy, cái vườn đó. Chỗ cây hoa giấy ấy, mọi người này. Đấy. Đây khu vực ngoài nước ở ngoài sân chính. Nhà cũng xây được hơn chục năm rồi, nó cũng cũng gọi là cũ cũ rồi. Đấy là Tuấn chia sẻ một chút gọi là cuộc sống riêng tư của Tuấn để cho mọi người được biết. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tuấn nhé. Và rất mong mọi người ủng hộ video cho Tuấn. Nếu ai mà chưa đăng ký thì hãy nhớ bấm đăng ký để nhận những video mới của Tuấn nhé. Mọi người.